Này là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đang. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chung tình hầu hương thương mến. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe tâm hồn chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ngài đã đem liên hương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. Không quên người sương gió xa trường âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin về. Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy đời xuân hồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ngài đã đem liên hương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui. Không quên người sương gió xa trường âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Thật nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi
xuân về xin hãy đời ta đón đời xuân hồng ngày mai. Kỷ xuân về xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai.